Hôm nay chúng tôi thật ân phước được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Tình thương và tha thứ, phần 1 của 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha vào ngày 1 tháng 10 năm 2006 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ước gì ta nói được mọi thứ tiếng, thật sự ước như vậy. Vì như vậy thì tốt, giao tiếp với nhau được thì tốt. Nói tiếng của họ thì họ cảm thấy gần gũi hơn. Bởi vậy mà người Đài Loan, Formosa nghĩ tôi là người của họ, người Hoa, họ nghĩ tôi là người Hoa. Tôi là người của họ, tôi là thầy của họ thôi. Họ thấy tất cả người khác là ngoại quốc. Người nào nói tiếng Hoa thì họ bảo vâng chúng ta. Nghĩa là chúng ta là người Hoa, còn người khác không nói tiếng Hoa. À, người ngoại quốc. Người ngoại quốc đó, ngoại quốc này. Không phải họ có ý xấu gì cả, chỉ là họ rất hãnh diện, họ cảm thấy tôi là người Hoa. Người Âu Lạc Việt Nam thì khỏi cần phải nói, điều đó chúng ta biết rồi. Họ nghĩ tôi là người của họ, là người bản xứ. Đó là điều tốt, điều tốt. Nhưng tôi không nghĩ người Anh cũng nghĩ tôi là người của họ. Không à, có không? Quý vị có nghĩ tôi là người Anh không? Tôi là người của quý vị, người Anh. Không à, vì tôi không ở bên Anh nên mới vậy. Hiếm, rất hiếm khi, nhưng nếu tôi ở đó một thời gian, thì họ sẽ nghĩ đúng rồi, sư phụ của mình, người Anh đó. Người Anh, thật ra họ rất dễ chấp nhận. Họ rất dễ chấp nhận. Nhân tiện, nếu quý vị đi khám bệnh thì cố gắng nghe lời bác sĩ nhé. Tôi là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì đôi khi với tôi thì bác sĩ có thể chẩn đoán sai. Ờ, có thể sai. Nhưng đối với quý vị có thể không sai. Bác sĩ đề nghị tôi mỗi ngày cần phải chích thuốc. Nhưng tôi không chích thuốc, cũng ổn, không có chuyện gì. Có lẽ cũng có tác dụng. Nhưng không chích cũng không sao. Tôi nghĩ bác sĩ chẩn bệnh sai, bởi vậy tôi không... Ông ta cho là sau khi giải phẫu, người ta bị này, bị kia, bị nọ. Đối chiếu theo cái đau đó. Chẳng hạn vậy. Nhưng tôi nghĩ ông ta cho là mọi người đều giống vậy. Ông ta không biết trường hợp của tôi, nên tôi không nói gì cả. Không làm theo như bác sĩ bảo. Tôi chỉ thiền, nghĩ rằng không sao. Tôi cảm thấy là sẽ không sao nên tôi kệ nó, nhưng quý vị, không phải tôi làm vậy, thì quý vị cũng làm đâu nha. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi bận rộn. Không đi bác sĩ được, rồi phải đi vật lý trị liệu. Lái vô, lái ra. Tôi sống trên núi, lái xe lên xuống núi phải mất khá lâu. Và quý vị biết là tôi có mấy anh tài xế rất giỏi, hôm qua tôi đã kể rồi. Có thể họ lái giỏi, có điều khi lái xe cho tôi, họ lái như điên. Chỉ với tôi thôi, chắc vậy. Bây giờ quý vị hỏi câu hỏi được rồi. Cảm ơn sư phụ đã rất đại lượng. Không có chi về mọi thứ, từ khi con biết Ngài, con có một câu hỏi. Một vấn đề rất khó đối với con. Tới nỗi là nhiều khi con tưởng con tu hành không tiến bộ như mong muốn. Con cảm thấy nhơ nhuốc. Cách đây khoảng 3 năm, dĩ nhiên là hồi đó con chưa biết sư phụ, con lập gia đình, và chồng con có một trại nuôi ngựa. Cô ấy nói, cảm ơn sư phụ đã đến đây, và cho con biết sư phụ. Con đã tâm ấn một năm nay rồi, và không thấy tiến bộ nhiều, con cảm thấy hơi nhơ nhuốc. Con kết hôn với người này và anh ấy có một trại nuôi ngựa. Anh ấy nuôi cừu. Và dĩ nhiên là anh ấy chưa hiểu. Con không thể giải thích sư phụ là ai, anh ấy sẽ không hiểu và vì lối suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy sẽ không hiểu. Cho nên tới giờ con chỉ nói với anh ấy là con đang tập yoga. Này thì càng khó hơn vì con nói với anh ấy là con ngồi thiền. Con thọ tâm ấn ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Anh ấy cũng có tiến bộ. Nhưng rất chậm. Nhưng vấn đề của con lớn hơn, đó là vấn đề
cừu, thịt cừu non. Thỉnh thoảng anh ấy giết cừu rồi mang về nhà cho bạn bè và gia đình. Cô ấy nói rằng ngoài trại ngựa, chồng cô cũng nuôi cừu ở đó. Cừu hả? Dạ, cừu. Rồi thỉnh thoảng anh ấy mang về một con giết thịt cho bạn bè ăn. Cho nên cô ấy kiểu như cũng hơi đau khổ một chút. À, cô ấy nói như vậy. Cô không thay đổi anh ta được hả? Còn nhiều lần anh ấy nướng ngoài trời cho họ ăn. Nhưng nhiều lần con phải bỏ thịt vào tủ lạnh. Con đeo găng tay nhưng vẫn thấy ghê. Có khi anh ấy giết cừu ở một chỗ khác rồi mang về nhà. Cô ấy phải cho thịt vào tủ lạnh. Cô ấy cảm thấy thật kinh tởm. Cho nên cô ấy nói là hơi bị trở ngại về vấn đề đó. Con tìm cách cho anh ấy biết về sư phụ. Có một hôm con lỡ nói rằng sư phụ là một vị minh sư bởi vì con nói với anh ấy con có một vị minh sư rất quan trọng trên thế giới này, tốt hơn. Lúc đó con lỡ nói về sư phụ và anh ấy hỏi con, minh sư à? Chồng cô ấy hơi lo lắng về tuần trước hay trước đây. Cô ấy nhắc tới từ minh sư. Không, không, vì cô ấy nói không biết cách nói. Tới giờ anh ta vẫn không biết gì về chuyện đó. Vậy không phải là vấn đề minh sư. Bảo cô ấy không nên nói về tôi, mà nên nói về lối sống. Lối sống từ bi, hay có thể là lối sống mới. Hoặc hình ảnh người ta giết heo này nọ. Hẳn là khó, nhưng từ trước tới giờ cô ấy chưa nói gì cả, thành ra mới như vậy. Vấn đề không phải là về sư phụ. Cô phải nói về lẽ phải của lòng từ bi, đừng nói về sư phụ. Rồi sau này nếu anh ta hỏi cô biết mấy điều này từ đâu, thì có thể cô trả lời sư phụ dạy em. Đừng giới thiệu là em có một vị sư phụ, ngài rất tuyệt vời, ngài có lòng từ bi, ngài thông minh, ngài có trí huệ. Anh ta đâu có quan tâm về việc đó. Anh ta không hiểu, thấy không? Tôi biết những gì cô nói là chân thật. Nhưng đừng nói về tôi, khỏi giới thiệu về tôi, mà hãy giới thiệu về lối sống từ bi. Bảo anh ta rằng heo cũng có cảm giác, cũng có gia đình như chúng ta. Giả sử có người giết anh, em sẽ buồn, rất rất là buồn. Cho nên nếu anh giết heo chồng hay heo mẹ, những con khác trong gia đình sẽ buồn lắm, đại khái vậy. Tôi rất hãnh diện, dù trong hoàn cảnh đó, mà cô vẫn tỉnh ngộ và sống một cuộc đời từ bi, trí huệ và vẫn tiếp tục giữ như vậy. Tôi rất hãnh diện về cô và mừng là cô như vậy. Cô có thấy khó cho anh ta tỉnh ngộ không? Cô cũng y như anh ta mà cô tỉnh ngộ trong khi anh ta vẫn thế. Cho nên hãy vui lên, vui lên. Nói cho quý vị hay một điều. Mỗi lần thấy giết chóc như vậy, tôi đau đớn lắm. Loài vật chết sẽ được thăng lên cảnh giới cao hơn. Chỉ có người giết mới gặp vấn đề. Ở thế gian này không bao giờ hết khổ. No hay cómo acabar con el sufrimiento de este mundo.
Bởi vậy, chúng ta phải tu hành thêm nữa và truyền bá giáo lý tốt lành thêm nữa để mọi người được thăng hoa và rồi sẽ không còn sát sinh, không còn cách nào khác. Cô không mời anh ta đến nhà đồng tu hả? Không hả? Không vô đầu anh ấy được, khó lắm ạ. Trong đầu anh ấy không cho phép việc này. Con sợ là việc đó ảnh hưởng tới sự tu hành của con. Bởi vì con cảm thấy buồn, cảm thấy nhơ nhuốc, cảm thấy như là tu hành không nhanh tiến bộ, hiểu. Con rất sợ rằng tất cả những điều này ảnh hưởng tới con trong vấn đề tâm linh, là con chậm tiến bộ. Không, không đâu. Đừng lo về chính mình. Như vậy có nghĩa là cô chỉ lo cho chính cô thôi. Cô không lo cho anh ta, không lo cho loài vật. Tưởng đâu cô thương anh ta. Cô lo lắng cho anh ta và những bạn thú chứ. Nhưng nếu cô chỉ lo cho thân phận mình, vậy thì cứ dọn ra khỏi đó. Nếu cô là người duy nhất, là trọng tâm của vấn đề này, thì cô dời đi. Đi nơi khác. Nơi nào cảm thấy sạch sẽ hơn. Nhưng nếu cô lo cho chồng cô và muốn giúp chồng, muốn giúp các bạn thú thì phải ở lại đó nói chuyện, tìm cách khác mà chuyển đổi anh ta. Đừng lo ha. Nếu niệm năm hồng danh ngồi thiền thì cô sẽ không sao đâu. Có một vị minh sư ở Trung Hoa, ngài tên là Huệ Năng. Ngài là một trong các vị tổ sư thiền tông Trung Hoa hồi đó. Tôi nghĩ ngài là vị tổ sư đời thứ sáu, lục tổ số sáu. Có lần ngài phải sống với thợ săn. Thợ săn giết thú hoang. Rồi họ nấu đồ ăn có thịt trong đó. Ngài chừa thịt ra và ngài chỉ ăn rau thôi. Sau này, ngài vẫn trở thành một vị thiền sư. Ý nói là một bậc khai ngộ chứ không phải thiền sư thôi. Còn là tổ sư nữa. Kế thừa, ngài được truyền y bát, làm vị sư tổ thiền tông thời đó. Thấy không? Đâu có gì ô nhiễm được mình. Nếu tinh thần mình mạnh, nếu không, làm sao tránh ô nhiễm được, cô nói coi. Nếu chồng cô không giết chú heo đó, thì có lẽ cọp cũng giết, chim chóc ngoài kia, ngày nào cũng giết sâu, hàng ngàn con, ngay cả trong vườn quý vị. Rồi mèo giết chuột cả ngày, mỗi ngày, mỗi tối trong vườn quý vị, trong nhà quý vị. Làm sao tránh được sát sinh? Làm sao tránh sống với những người sát sinh được? Một vài con vật bị mắc bẫy của thợ săn, phải đợi cả ngày, cả đêm, cho tới khi thợ săn tới, đem đi, trong khi họ bị gãy xương, chảy máu cả ngày, cả đêm như vậy. Đằng nào cũng khó cho chúng ta sống trong thế giới này, đâu cũng vậy. Dù có chồng hay không có chồng, hãy vui là cô chỉ có một người cứng đầu thôi, tôi có rất nhiều. Dù tôi không nuôi mèo, nhưng mèo hàng xóm tới giết chuột, rồi thả chuột ngay trước phòng khách của tôi. Ratón y me lo trae, me lo pone en mi puerta.
Có hôm tôi ra vườn thưởng thức phong cảnh dưới bóng cây thì thấy một cái đầu chuột nằm đó. Cái đầu khủng khiếp lắm, khắp nơi. Vấn đề là mỗi ngày tôi đều đau lòng. Cô chỉ thỉnh thoảng đau lòng khi ông chồng giết heo. Còn tôi ngày nào cũng vậy. Nếu tôi sống bên bờ biển hay bờ sông thì người ta tới câu cá ngay trước mặt tôi. Không thể bảo họ ngừng. Nếu tôi sống xa xôi trên núi thì thợ săn đến. Không bao giờ hết. Cho nên quý vị hãy săn sóc chính mình. Bảo vệ sự thanh khiết và bảo vệ sự tiến bộ về tâm linh của mình chỉ có cách đó thôi. Không phải anh ấy là người xấu mà là quan điểm trong đầu anh ấy. Vì khi loài vật bị bệnh, anh ấy chăm sóc họ rất cẩn thận. Nói tiếng Anh. Cảm ơn nhiều ha. Cô ấy nói rằng chồng cô yêu quý loài vật, anh ấy chơi với họ và rất thân thiện với họ mỗi khi họ cần giúp đỡ. Nhưng trong đầu không nghĩ gì hơn. Trong đầu anh ấy bướng bỉnh mỗi khi nói tới phúc lợi của loài vật. Phải có những người như vậy. Những loài vật này có lẽ cũng đã có nghiệp xấu với anh ta từ trước. Có thể khi chồng cô còn là động vật, ở cảnh giới loài vật, họ giết anh ta. Bây giờ anh ta trở lại giết họ. Thế giới này là như vậy, cho nên cũng may là quý vị ra khỏi cái vòng này. Chúng ta không làm được gì nhiều, không phải lúc nào mình cũng làm được. Có khi chúng ta cảm hóa họ được, có khi không. Nhất là những người gần bên mình, họ khó thuyết phục nhất. Đôi khi như vậy. Tôi đã nói là kẻ thù của quý vị trở lại làm người yêu. Làm sao mà kẻ thù nghe lời mình được? Anh ta không làm phiền cô, không giết cô, không đánh cô. Hơn nữa, anh ta còn cho cô đi bế quan. Dạ đúng. Cho nên hãy nhìn những điểm tốt của anh ta mà khen. Rồi dần dần cô có thể nói với anh ta mấy chuyện khác. Nói anh là người tốt. Một người chồng tốt vẫn còn đẹp trai. Và cô vẫn còn thương anh ta lắm. Còn giận quá và nói kiếp sau anh sẽ làm cừu. Để xem anh có bị gì không, anh sẽ bị y như vậy. Anh ấy cười con. Cô ấy nói với anh rằng kiếp sau anh sẽ làm cừu. Cô ấy nói với anh ta vậy hả? Dạ, cô nói với anh ấy, anh sẽ làm cừu. Và họ sẽ cũng ăn thịt anh. Rồi anh ấy cười cô ấy. Được. Ít ra anh ta không thấy bị xúc phạm. Không sao, mặc kệ anh ta. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Đúng vậy, người kế tiếp. Cô khen anh ta trước nhé. Cho anh ta biết anh là người tốt, một người chồng tốt, rồi anh ta sẽ lắng nghe những điều khác.
Có thể vậy. Thưa sư phụ, con xin cảm ơn sư phụ nhiều lắm về tất cả mọi điều Ngài làm. Con mới tham án cách đây 3 tuần. Và con vô cùng có phước báo. Cảm ơn sư phụ. Con xin hỏi sư phụ về giấc mơ. Trước khi tâm ấn, con hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ, con bị giết và hiểu. Con luôn bỏ chạy. Và thỉnh thoảng, những giấc mơ này vẫn còn tới. Nhưng đỡ hơn hồi trước, phải không? Dạ, đỡ hơn trước nhiều, dạ. À, vậy tốt. Nó sẽ hết, sẽ hết. Bởi vì kiếp trước, có thể cô thường bị giết. Nên nó vẫn còn in sâu trong tiềm thức của cô, nhưng đỡ hơn hồi trước. Vậy có nghĩa là nó sẽ hết. Hãy kiên nhẫn, thiền nhiều thêm, đi cộng tu, và nghe băng tán Phật hay băng khai thị luôn luôn, suốt ngày, để băng chạy suốt ngày, suốt đêm, ngay cả lúc ngủ. Để nó chạy liên tục nhé. Rồi nó sẽ hết. Chỉ trong mơ thôi, cảm ơn trời Phật. Nhưng nhiều lúc giống thật lắm, tôi biết, và sợ. Tôi biết những cái này giống như thật, nhưng thay vì kiếp này bị giết, hay cứ bị thương hoài hoài, cô chỉ bị trong mơ thôi. Như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tỉnh dậy uống một ly nước, rồi thiền trở lại. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, hay là đọc chuyện vui của tôi. Cô có thể đọc chuyện vui của tôi. Lấy cuốn băng nào có chuyện vui đó rồi cười. Rồi, chỗ kia, người kế tiếp. Kính chào sư phụ, chào. Xin cảm ơn sư phụ lần nữa về mọi thứ. Con có một thể nghiệm xin được chia sẻ với sư phụ khi con mới thọ tâm ấn. Khoảng 2 tháng đầu sau khi tâm ấn. Anh được cái gì khi mới tâm ấn? Dạ không, đại khái là con có một thể nghiệm. Con đang ngủ thì Thượng Đế đánh thức con dậy, Ngài nói. Con hoàn toàn, con không có ràng buộc tình cảm về vấn đề giữa Do Thái và Palestine. Nhưng Thượng Đế đánh thức con dậy, lúc đó con đang ngủ, Ngài nói, con có muốn biết giải đáp cho vấn đề Do Thái và Palestine không? Trong tâm con tò mò muốn biết. Nhưng chưa kịp nói, thì âm thanh thiên đàng nội tại tới, nghe rất là hay. Thật, thật là hay. Rồi Thượng Đế nói với con, nếu một trong hai bên có được cảm giác này, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cái gì? Nếu sao? Nếu Palestine hay Do Thái có được thể nghiệm này, thì Palestine sẽ nói, lấy đất nước này đi, lấy hết đi. Âm thanh, ý anh là âm thanh thiên đàng nội tại. Dạ, nếu họ cảm thấy được, phải, tôi biết nó tương tự như thể nghiệm. Những lúc sư phụ đến, trong giấc mơ của con, quý vị thật mạnh mẽ. Đừng bao giờ bảo tôi là quý vị yếu đuối và không cảm thấy mạnh. Quý vị quá mạnh, quá kiên cường. Ai sống nổi như vậy đâu? Ai sống nổi trong trường hợp của quý vị? Thiên thần cũng không làm nổi. Thiên thần xuống đây là họ chết. Nhiều vị thần, họ không muốn xuống đây. Vì nơi đây quá dơ bẩn, quá ngột ngạt, quá khủng khiếp. Tôi không thể tưởng tượng là ai có thể sống nổi ở tinh cầu này. Chào ơi, tất cả quý vị may mắn lắm rồi. Quý vị đã ở Âu Châu. Việc làm cũng tìm được. Khó nhưng quý vị vẫn tìm được. Khó kiếm tiền nhưng quý vị vẫn có. Nếu tiền nhà có tăng, nhưng quý vị vẫn lo được. Tối thiểu cũng làm được gì đó. Ở những nước khác, việc làm cũng không tìm được. Muốn tìm việc cũng không có. Và họ phải sống. Dù vậy, họ vẫn phải sống. Vài nơi như Ấn Độ, họ sống ở vỉa hè. Và họ làm công việc tay chân ở đó, ngủ ở đó. Chỉ có một tấm nhựa trên đầu. Rồi họ làm thủ công. Đan dệt gì đó, rồi bán cho du khách đi ngang qua. Ngủ ở đó, ăn ở đó, nấu nướng ở đó. Sống ở đó, cũng có con cái ở đó luôn. Không phải chỉ có quốc gia đó thôi, và như vậy họ cho là họ đã may mắn lắm rồi. Nhiều quốc gia khác họ còn không có được cơ hội đó để được an ổn sống nơi vỉa hè bởi vì không được sống ở bất cứ chỗ nào như vậy được. Ở những quốc gia khác cảnh sát sẽ tới lôi quý vị đi, phải không? Cho nên họ cảm thấy may mắn lắm rồi. Quý vị hỏi họ thì biết.
rất nhiều người sống ở những nơi xa xôi, ở lục địa lớn hơn, ít được thấy nền văn minh thế giới. Có thể một nơi nào đó trong rừng rậm châu Phi, trong bộ lạc ở Âu Lạc Việt Nam, hay vùng hẻo lánh bên Trung Quốc chẳng hạn, người ta cần việc làm hết sức, họ cũng không tìm được việc. Nên không biết khổ đau chấm dứt từ đâu, hạnh phúc bắt đầu từ đâu. Ý nói về mặt vật chất, tinh thần và tình cảm, không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao chúng ta sống ở cõi đời này hoàn toàn ngoài trí tưởng tượng. Nhưng chúng ta vẫn sống. Chúng ta là những người may mắn nhất. Chúng ta có thể thiền định để tĩnh tâm và có lực lượng minh sư để nương vào, để cầu nguyện. Dù sự việc không đến nhanh, nhưng chúng ta biết là nó sẽ khá hơn. Tận cùng tâm khảm chúng ta biết. Khi đầu óc nói không, nhưng chúng ta biết, biết nó sẽ luôn luôn khá hơn. Nên mình cảm thấy yên tâm, cảm thấy được thương yêu, cảm thấy được bảo hộ, cảm thấy may mắn. Biết bao nhiêu người ngoài kia còn khổ hơn như vậy nữa, không biết sao con người sống nổi. Đôi khi chỉ nghĩ tới số phận con người là tôi khóc quá chừng. Không biết sao họ sống được. Tôi không thể giúp tất cả mọi người. Loài vật cũng vậy. Quá nhiều khổ đau. Nên quý vị biết tại sao đa số minh sư các ngài không nhìn thế giới này nữa, họ không thể nhìn. Tới mức không thể nào tôi coi truyền hình được nữa. Quá nhiều khổ đau trong đó. Quá nhiều khổ đau. Dù không khổ về vật chất như họ, nhưng tâm tôi đau đớn vô cùng. Ráng chịu đựng sư huynh nhé. Môi trường xã hội mà mình đang sống đã trở thành như vậy đó. Đôi khi nhiều quá mức, có thể hàng xóm đau, quý vị cũng bị ảnh hưởng. Không phải vì nó ảnh hưởng tới sự tiến bộ của quý vị, mà là bây giờ quý vị đồng cảm với mọi chúng sinh ở tinh cầu này. Bây giờ quý vị đã câu thông với tất cả. Quý vị vui hưởng niềm hỷ lạc, nhưng cùng lúc quý vị cũng liên kết với nỗi khổ đau của họ. Thành thử nhiều khi cảm thấy khó chịu, không phải vì nghiệp chướng của quý vị, mà thôi, mà còn của hàng xóm, của láng giềng, bạn bè, tất cả mọi người. Vì chúng ta thấy thương tất cả họ, thành ra chúng ta liên kết với nhau. Hãy ráng chịu đựng bất cứ gì. Tôi chỉ có thể nói về thôi, chỉ một chữ thôi, chịu đựng, rồi tiếp tục. Tôi cũng chịu khổ về thể xác và cảm xúc. Không phải lúc nào tôi cũng có thể thiền tốt như quý vị nghĩ đâu. Bởi vì quá nhiều khổ ải ở cõi đời này. Nó quấy rối tôi, ngay cả lúc ngồi thiền, cho nên tôi có thể tưởng tượng là quý vị cũng phải phấn đấu nhiều lắm. Chúng ta cùng nhau phấn đấu. Nhóm của mình lớn mà, chúng ta nắm tay nhau về mặt tâm linh, nên có thể vượt qua mọi trở ngại. Bởi vì chúng ta cùng nhau, đoàn kết, thấy không? Chúng ta có một lực lượng hùng mạnh, quý vị không đơn độc, thấy không? Quý vị không đơn độc đâu, được rồi. Thật là kỳ diệu, mới vừa nãy đồng tu nói về Do Thái. Bởi vì bây giờ ở Do Thái là ngày lễ mà mọi người cầu Thượng Đế cùng các bạn hữu và gia đình tha thứ. Và mọi người đang nhịn ăn, không uống rượu, không ăn. Và tương tự như tháng chay Ramadan trong Hồi giáo. Nhưng có điều bây giờ đang diễn ra ở Do Thái nên con thật sự hy vọng là họ sẽ trở nên đơn thuần và cởi mở. Trong thời đại hoàng kim, phải, ý nói so với họ sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ tốt đẹp hơn và họ sẽ tốt đẹp hơn. Quý vị thấy đó, ở Palestine, họ đã hòa hoãn với nhau rồi trong quốc nội. Hai bên đã bắt tay nhau và thành lập một chính phủ thống nhất. Rồi họ công nhận Do Thái là một quốc gia. Và bây giờ người Do Thái họ đang nhịn ăn, sám hối và cầu xin tha thứ. Có lẽ họ sẽ hướng nội nhiều hơn và suy nghĩ. Cả hai bên. Vậy hai bên sẽ giảng hòa nhiều hơn, bao dung cho nhau hơn và sẽ tốt đẹp hơn. Trong tháng chay Ramadan, người Hồi giáo hay người Palestine, vì lý do này, họ cũng sẽ tự suy ngẫm. Họ sẽ nghĩ rằng, à, tha thứ, đoàn kết là giải pháp tốt nhất, tốt hơn là chiến tranh. Xét cho cùng,
Chúng ta phải sống với láng giềng, không cần chém giết nhau. Rồi quý vị sẽ không còn hàng xóm nữa. Giả sử cho dù Palestine có thể hủy diệt cả nước Do Thái và toàn dân Do Thái chết hết, họ sẽ được gì? Họ có sống được với lương tâm của họ không? Do đó, trong tháng chay Ramadan, con người sẽ suy ngẫm về vấn đề đó và người Do Thái cũng ngẫm nghĩ trong thời gian này, để hai bên sẽ có một kết cuộc tốt đẹp hơn. Nếu giết hết hàng xóm láng giềng, làm sao quý vị sống với chính mình? Họ sẽ biết điều đó. Họ chắc chắn sẽ có thời gian suy ngẫm việc này. Cho nên tháng chay Ramadan và... Tôi biết chữ đó nhưng lại quên mất. Có người nào biết từ ngữ lễ hội Do Thái là gì không? Tiếng Do Thái gọi là Kippur, Kippur. Yom Kippur, Yom Kippur, đúng rồi, lễ đền tội. Vậy trong thời gian lễ đền tội, Yom Kippur và tháng chay Ramadan, hai bên sẽ có thêm thời gian để suy ngẫm và từ bi hơn, khoan dung hơn và thông cảm hơn về nhu cầu của nhau hơn. Với tư cách con người, sẽ không có người Palestine, sẽ không có người Do Thái. Vậy tốt hơn. Như vậy tốt hơn. Hãy nhìn chúng ta đây, mình có đủ kiểu, là đám đông kỳ lạ nhất chưa từng thấy. Quốc gia liên hiệp nhất chưa từng thấy. Quý vị đến từ nhiều quốc gia mà thậm chí tôi cũng không biết nữa. Ý nói là cái tên. Đôi khi đánh vần cũng khó và quý vị đến từ mọi tầng lớp xã hội, mọi ngành nghề, mọi quốc gia. Và hãy nhìn cách chúng ta sống với nhau. Thậm chí chúng ta không biết nhau trước đó, đôi khi là lần đầu tiên mình đến gặp nhau. Mọi người sung sướng bên nhau. Thế không tốt hay sao? Dạ phải. Thế không tốt sao? Dạ, dạ như vậy tốt hơn ạ. Cho nên đây là tấm gương mà chúng ta cho thế giới thấy, thấy không? Đừng nghĩ rằng quý vị tới đây để bế quan hay gặp tôi thôi. Còn mục đích khác ý nghĩa hơn nữa. Chúng ta làm tấm gương hòa bình và hòa hợp giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia với nhau. Quý vị da đen, da trắng, da vàng, da đỏ, da tím, nửa đen, nửa trắng, sọc đen trắng, trắng đen. Những anh chị em lai da đen và da trắng. Quý vị từ Hy Lạp, từ Hà Lan, Phần Lan. Ồ, tôi không cần biết quý vị từ đâu tới. Có khi tôi hỏi quý vị từ đâu tới. Có khi tôi không hỏi để làm gì, chúng ta đều như nhau cả. Bên nhau như vậy, chúng ta rất hạnh phúc. Tại sao thế giới không thể sống như vậy? Quá dễ dàng. Tôi không biết khác nhau ở chỗ nào. Sao họ không thể sống như vậy? Sao họ không thể sống hòa thuận với nhau? Thế giới này rất rộng. Địa cầu này vẫn còn nhiều chỗ trống. Người Palestine có đủ chỗ, người Do Thái có đủ chỗ. Quý vị gọi mình là người Do Thái hay Palestine không thành vấn đề nữa. Hãy sống và để người khác sống, giúp đỡ với nhau và vui với nhau. Vui là chúng ta còn sống, chúng ta có một tinh cầu đẹp đẽ, có thức ăn, có hàng xóm láng giềng, có bạn bè, có họ hàng. Không biết sao họ lại gây chiến. Chúng ta hãy chăm lo cho gia đình, rồi sau đó chăm lo cho tổ quốc, vậy là đủ. Cần thêm miếng đất lớn hơn để làm chi? Nếu như mình không cần. Giả sử người Palestine không đủ chỗ ở, thì họ có thể hỏi người Do Thái, chúng tôi đi qua rào cản được không? Hay là người Do Thái hỏi người Palestine, anh có mảnh đất rộng nơi đó cho chúng tôi qua rào cản được không? Chúng tôi sẽ mua lại, đại khái vậy. Như vậy sẽ tốt hơn. Cũng tốt là họ có tháng chay Ramadan và lễ hội đền tội Yom Kippur. Phải để họ có thêm chút thời giờ suy ngẫm về tư tưởng của họ và hoàn cảnh của họ. Và tôi tin chắc thế nào họ cũng tiến đến giải pháp tốt hơn, cũng đã tốt hơn rồi, quý vị thấy không? Người Palestine đã đoàn kết với nhau, đã thừa nhận Do Thái rồi, thấy không? Rất lạc quan và luôn ngày càng tốt hơn. Phải tốt hơn mới được. Phải tốt hơn. Sẽ tốt hơn, đúng không? Dạ, đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Nếu nước Palestine và Do Thái đến hỏi ý kiến tôi,
về tình trạng của họ phải làm sao. Tôi sẽ nói, lại đây uống trà với tôi. Cả hai bên, mời các anh ăn bánh. Mời ăn mì xào Trung Hoa. Mời dùng cơm chiên. Mời ăn rau và dùng thức ăn thuần chay của chúng tôi. Chúng tôi mời các anh ăn thôi, tôi không cần trả lời gì hết. Tôi mời các anh ăn và thương các anh. Mời ăn và thương yêu. Các anh cần gì? Ở đây đều có. Không cần trả lời. Không cần. Quý vị biết không? Tôi ở chỗ mà hàng xóm, đôi khi họ muốn làm hàng rào rộng hơn là đất của họ. Tôi nói được, không sao. Nếu ông cần nữa thì cứ lắng thêm. Thật ra không có gì thuộc về mình cả. Chúng ta đâu có xuống đây cùng với mảnh đất Do Thái. Và chúng ta đâu có xuống đây cùng với nước Palestine, phải không? Chúng ta đến với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Cho nên không thành vấn đề. Tôi không biết tại sao thế giới vẫn còn biên giới. Không biết tại sao. Cứ để mọi người đi nơi nào định mệnh đưa họ đi. Và nơi nào họ muốn ở, miễn là họ không làm hại ai, thì đâu có sao. Nếu họ muốn tìm việc làm thì quý vị có việc thì cho họ. Nếu quý vị không có việc thì họ đi tìm nơi khác. Miễn sao họ không làm gì hại, ta không biết có ranh giới để làm gì. Tôi thấy trên truyền hình là chúng ta có. Quý vị biết đó, Liên minh châu Âu. Từ đó trở đi, dân chúng trong Liên minh châu Âu đâu có ra khỏi biên giới của họ. Họ có sự tự do di chuyển, nhưng họ đi rất ít. Trên truyền hình đó, chính phủ các quốc gia khác nhau trong Liên minh châu Âu cố gắng khuyến khích và nói với dân chúng hoài, người dân được tự do đi lại, tự do cứ đi đến nước khác định cư ở đó, làm việc ở đó. Nhưng không ai di chuyển nhiều cho lắm. Cho nên có biên giới để làm gì? Sau kinh nghiệm này, các quốc gia khác nên hiểu. Cứ hủy bỏ ranh giới, Thượng Đế sẽ chăm lo. Con người ăn được bao nhiêu? Nếu họ đến và họ không có việc làm, từ từ họ thấy như vậy và rồi họ sẽ đi. Hoặc là chúng ta đổi quốc gia. Anh sang Pháp, Pháp sang Hà Lan, Hà Lan sang Phần Lan sang Thụy Sĩ. Sao lại không chứ? Tôi đổi nhà nhiều lần vì những vùng khác nhau. Đôi khi chúng ta cũng đổi quốc gia. Tại sao không? Có người Palestine sang Do Thái sống và người Do Thái dọn hết sang Palestine. Như vậy, hai bên đều được cái mà họ muốn. Phải không? Dạ, đúng vậy. Điểm chính là bây giờ họ đã khá hơn. Họ sẽ sống hòa bình với nhau hơn. Và đó là cách duy nhất sống ở đời này. Mình giết họ, sau này họ sẽ giết mình. Có ích lợi gì đâu. Không thể thoát được. Nếu sau này họ không giết quý vị, cha mẹ không giết được, thì đời sau con trai con gái sẽ báo thù. Họ hòa bình với nhau thì tốt. Xóa bỏ nghiệp chướng. Con ước là có thể mở một trung tâm ở đó và giúp đỡ thêm. Ở Do Thái hả? Dạ. Vậy thì cô đến đó làm đi. Sao lại không? Cứ đi đi. Chúc may mắn. Hiện giờ hoàn cảnh của con hơi khó khăn nhưng con sẽ làm. Một trung tâm nhỏ thôi. Nếu cô muốn làm thì làm. Con thật sự muốn làm. Nếu không muốn thì thôi. Ước gì chúng ta có nhiều người hơn. Thế giới hòa bình như đoàn thể chúng ta. Quá dễ chúng ta tới đây ăn uống và ngồi thế thôi. Chỉ làm bấy nhiêu thôi. Quý vị thấy đó, khó lắm, nhiều khi vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm nó trở nên như vậy. Nghiệp chướng khiến cho Palestine và Do Thái đánh nhau. Thật sự họ không muốn vậy. Đôi khi nghiệp lực quá mạnh. Họ không kềm chế được. Ngoài sức của con người. Tốt nhất là nếu họ có pháp môn quán âm như chúng ta,
Sau đó họ sẽ nhận thấy cả thế giới chẳng là gì cả, họ có thể cho cả đất nước. Người Palestine, nếu họ có pháp môn Quán Âm, ngồi thiền như chúng ta, họ sẽ mời tất cả dân Do Thái qua đây, qua đây, qua đây, qua mừng tháng chay với chúng tôi, và Do Thái sẽ mời Palestine qua đây, qua đây, mở lễ đền tội với chúng tôi, hoặc qua đây ở nguyên cả ngày, qua đây ở nguyên cả đêm, qua đây ở, hoặc là trao đổi quốc gia để họ hiểu những vấn đề tình cảm và văn hóa của nhau. Ôi trời ơi, thế giới này. Đôi khi nói mấy chuyện này cũng hay. Nhưng đôi khi ở trong phòng riêng, khi tôi nghĩ tới con người, vẫn còn giết con người, tôi không tin nổi. Thế kỷ 21 rồi. Đức Phật đã để lại rất nhiều giáo lý. Chúa Giê-xu đã để lại rất nhiều giáo lý. Mohammed, bình an đến với Ngài, đã để lại rất nhiều giáo lý. Minh sư Kỳ Na giáo đã dạy rất nhiều, các vị minh sư Ấn Độ đã dạy rất nhiều, thế mà họ vẫn giết nhau. Ngay cả loài vật cũng không làm vậy. Đâu phải nguyên một quốc gia chống đối nhau như vậy. Loài vật đôi khi đánh nhau từng con riêng rẽ. Có lẽ vì con cái, có lẽ vậy. Tối thiểu họ có nguyên nhân. Đó là bản năng của loài vật. Còn chúng ta là loài người mà. Đã lên tới mặt trăng hỏa tinh rồi. Kế đến là gì nữa? Chúng ta có những trạm trong không gian. Cách đây rất, rất, rất xa. Chúng ta có thể sống trong không gian được rồi, như là sống ở đây vậy mà con người vẫn cứ giết nhau. Loài người gì mà kỳ vậy? Tôi tự hỏi như vậy, lúc một mình trong phòng, không thể nào tin nổi là tôi vẫn còn sống trong loại thế giới này. Thử tưởng tượng xem, làm sao ngày nay mà con người vẫn còn giết nhau? Làm sao vậy? Nhìn lại lịch sử, chúng ta nói, ồ, đó là thời Man Di mọi rợ, đó là thời kỳ đồ đá, thời kỳ băng hà, hay là thời kỳ lửa, hay bất cứ gì, như thời thiếu văn minh. Con người lúc đó vẫn còn man rợ, thiếu văn minh. Bây giờ họ gọi họ là loài người văn minh. Tôi ngạc nhiên rằng quốc gia gọi là văn minh, hoặc quốc gia văn minh nhất, hoặc gọi là văn minh nhất, những người tự gọi mình là dân tộc văn minh nhất lại đi giết người khác. Quý vị có hiểu tôi nói gì không? Dạ hiểu, tôi thật sự không hiểu. Sao người nào mà có thể lấy bất kỳ vũ khí nào đi giết một người khác như vậy mà không có thù hằn gì giữa hai bên? Sao người nào mà có thể bắt ép những người trẻ tuổi đi ra giết những người trẻ tuổi khác? Vì bất kỳ lý do nào, tôi không cần biết lý do gì. Như vậy là man rợ, không văn minh chút nào hết. Theo thiện kiến của tôi không cần biết ai nói gì, không cần biết chúng ta phát minh bao nhiêu, không cần biết chúng ta sống tiện nghi với máy móc và với những thiết bị điện tử như thế nào, không cần biết chúng ta có bao nhiêu. Chúng ta hoàn toàn không văn minh. Bất cứ người nào với tất cả sự thông minh trong đầu họ mà vẫn giết người khác hoặc ra lệnh giết người khác, tôi không gọi đó là văn minh. Rất tiếc nếu họ không thích những gì tôi nói. Nhưng đây là thiện kiến của tôi. Chúng ta phải chấm dứt điều này. Giết chóc phải dừng lại. Giết loài vật ăn thịt đã là tệ lắm rồi. Lại còn giết lẫn nhau. Thật khủng khiếp, khủng khiếp. Ngoài trí tưởng tượng, tôi hy vọng mọi người thức tỉnh. Thức tỉnh mau lên, nhanh lên và bắt tay nhau, yêu thương nhau, bảo vệ nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta phải làm vậy, phải làm vậy nếu tự gọi mình là con người, nếu tự khen mình là một xã hội văn minh. Chào ơi, hãy nghĩ xem. Xã hội văn minh. Tất cả phải dừng lại. Hai bên phải dừng lại. Tôi không phải chỉ nói một bên thôi. Tất cả những người này đều phải chấm dứt giết chóc. Bên này hay bên kia, cả hai đều phải dừng lại.
Bởi vì nếu người này giết người này, rồi người này giết người kia, rồi người kia sẽ giết người này, và người này lại giết người kia, cứ làm như vậy hoài, không bao giờ ngừng. Hai bên đều phải ngừng, chấm hết. Không thắc mắc, không viện cớ nữa. Không còn tôi đúng, anh sai nữa. Không còn tôi có quyền giết, bởi vì anh làm thế này, anh làm thế kia. Không còn vậy nữa. Hãy ngừng cãi cọ biện luận, hãy dừng lại, chấm hết. Tôi muốn vậy đó. Bởi vì cãi qua cãi lại chẳng lợi ích gì. Ồ, anh giết cháu tôi. Tôi giết anh. Rồi cháu của người đó sẽ nói, anh giết chú tôi giết anh. Rồi cháu của ông chú này nói, anh giết chú tôi giết chú anh. Cứ tiếp tục mãi mãi. Mỗi người đều có quyền, vì không ai nhận là họ sai. Tới khi chết, có lẽ họ mới biết, nhưng trước đó họ không biết. Dù gì đi nữa, chỉ việc dừng lại. Hai bên không giết nhau nữa. Bên nào cũng phải dừng. Tất cả súng ống phải bỏ đi. Những gì dùng để giết người đều phải bỏ đi, thiêu đốt, phá hủy bất cứ gì, không còn nữa. Thậm chí không còn nghĩ tới giết chóc nữa, dù đúng hay sai phải ngừng ngay lập tức, chấm dứt. Đó là giải pháp duy nhất. Sư phụ, con muốn hỏi sư phụ về phương diện cá nhân, không phải phương diện thế giới lớn lao. Ngài có ý kiến gì về việc nói cho người khác biết những gì mình biết? Bởi vì trong con thường có cảm giác khó xử là con sẽ gây khó khăn cho chính mình bằng cách nói cho người khác biết những gì con biết. Vì người đời khi nghe xong họ cười nhạo, nên phải cân nhắc một cách thực tế. Như thời điểm và đối tượng mình nói. Vậy anh muốn làm sao? Không làm gì cả hả? Dạ không, ý con không phải là không muốn làm gì cả. Chỉ là con nghĩ có thể sư phụ đi vòng quanh thế giới, nói cho người ta những gì sư phụ biết. Con có thấy những việc Ngài làm, nhưng con thắc mắc không biết. Sư phụ có lời khuyên gì cho con? Là khi nào không nên nói và khi nào thì nói. Tôi không biết. Mỗi hoàn cảnh luôn mỗi khác. Anh phải cảm nhận. Xem người này sẵn sàng nghe chưa? Nếu nói mà họ không nghe thì thôi khỏi. Bây giờ quý vị biết tôi đem quý vị đến đây khó như thế nào rồi. Bao nhiêu năm nay khó khăn như thế nào rồi. Không dễ dàng như mình nói đâu. Hoàn cảnh khác nhau thì quý vị phải hành động khác nhau. Nếu người nào cười nhạo quý vị, thì để cho họ cười. Đâu phải lúc nào con đường tôi đi cũng đều trải hoa hồng. Nhưng tôi vẫn làm những gì tôi làm. Tôi làm những gì cảm thấy tốt nhất cho thế giới, bất luận là gì đi nữa. Và dĩ nhiên, có lúc tôi thành công, có lúc không. Cho nên làm được gì thì tôi làm. Rồi từ từ thêm một chút nữa. Từng chút một, tôi cứ làm hết sức mình. Không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ trước tới giờ rất khó, ý nói đa số lúc nào cũng khó. Không phải là sự việc mà quý vị thấy có kết quả liền, tất cả đều là nghiệp chướng. Nhiều khi tôi cảm thấy như đụng trúng bờ tường, việc gì tôi muốn làm đều giống như là ngõ cụt. Ngõ cụt, y như vậy. Quay chỗ nào cũng vậy, mấy năm gần đây, thế giới phát triển nhanh quá. Và nghiệp chướng xoay chuyển nhanh quá, tới nỗi tôi đi đâu cũng đụng trúng ngõ cụt. Muốn làm gì cũng không được. Lại còn gãy tay nữa, thí dụ vậy. Không phải muốn là làm được. Nghiệp chướng thế gian quá lớn, khổng lồ. Nếu đo lường được, thì cả bầu trời cũng không chứa nổi. Nghiệp chướng xấu của một người thôi. Nên tôi làm việc bất chấp mọi khó khăn, trở ngại, rắc rối, nghiệp chướng. Quý vị nên vui là tôi hãy còn sống, thật đó. Thật ngạc nhiên.
trải qua biết bao nhiêu vấn đề mà tôi vẫn còn đây. Sao quá nhiều, cha ơi, không bao giờ dứt. Tôi vẫn còn làm những gì làm được. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa nhưng không thể. Nên tôi chỉ làm những gì làm được trong lúc này, rồi sau đó xem kế tiếp là gì. Chúng ta hãy nói chuyện tu hành. Quý vị biết tôi ước mơ gì không? Tôi nghĩ truyền hình Vô Thượng Sư mà họ đang làm là rất tốt. Mới đầu họ chiếu ở kênh TV nhỏ. Sau đó, họ chiếu trên một kênh TV quốc gia Mỹ. Bây giờ đến kênh ở châu Âu. Nếu nước nào cũng có đài của chúng ta như vậy, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng nói quý vị hay, ngay cả Bill Gates cũng không làm được nếu quốc gia nào cũng có. Thì tốn nhiều tiền lắm. Ngay cả châu Âu có nhiều đài, nhiều truyền hình cáp khác nhau. Mình có thể trả tiền cho một hãng, nhưng phải trả cho nhiều hãng khác nếu như muốn mọi người ở châu Âu coi được đài này, tiếp nhận thông điệp qua chương trình của đài. Hơn nữa, có người không có TV nữa. Cũng tốt là nếu mọi quốc gia, mọi nước đều có kênh truyền hình Vô Thượng Sư như vậy, được vậy thì tốt quá. Nhưng ngay cả ở châu Âu, cũng không có được tất cả, chỉ một thôi. Hơn nữa, chúng ta cần, nếu muốn làm gì đó, thì phải có nhân viên, phiên dịch viên, kỹ thuật viên chỉnh sửa đủ thứ. Rồi người làm phụ đề, liên tục ngày đêm. Quý vị xem TV vài phút thôi, nhưng họ làm nhiều giờ, nhiều ngày không ngừng. Và nhiều người, quý vị, xin lỗi phải nói là nhiều người bận làm việc bên ngoài, kiếm tiền cho bản thân hay cho gia đình, không có nhiều người giúp. Đã bảo rồi, có 4 tài xế, bảo họ học lái xe mới, xe điện, nó thân thiện môi trường, tiết kiệm, không thải khói hay làm ô nhiễm. Nếu quý vị có tiền thì mua loại xe này. Mua xe cũ hay hoặc sao cũng được. Bây giờ họ đã sản xuất rồi, Toyota, Honda, Lexus. Xe ô tô smart có lẽ sang năm sẽ ra, nghe nói vậy. Chạy bằng điện. Có thể những hãng khác cũng ra, Toyota, Honda. Một chiếc xe nhỏ không đắt lắm. Hơn nữa, nếu quý vị đi cộng tu mà ở gần nhau, thì rước nhau đi. 4-5 người một xe để giữ không khí sạch sẽ. Hay là mua chung một chiếc xe Toyota, rồi thay phiên lái, lần này để xe nhà tôi, lần khác để ở nhà anh. Mình rước nhau đi cộng tu hay là đi xe buýt. Tôi cũng cần như vậy. Nhìn quý vị mà tôi muốn massage. Đó là một điều. Mình làm được gì thì làm. Đối với lòng kiên nhẫn của tôi, mà nói thì thật sự rất chậm. Tôi rất có lòng kiên nhẫn. Tôi muốn thay đổi tất cả. Tôi muốn chấp nhất việc giết chóc. Ngay lập tức, loài người cũng như loài vật, đôi khi tôi không chịu nổi, coi TV rồi bỏ đi. Ôi, không thể nào chịu nổi. Tôi ghét tên giáo chủ nhân quả. Tôi nói, ta ghét nhà ngươi. Tôi nói với hắn, ta ghét nhà ngươi. Cái kiểu bới lông tìm vết, tính từng thất bại nho nhỏ, từng lỗi nhỏ của con người rồi phạt họ, phạt loài vật. Ác quá. Tôi nói, nhìn mấy cảnh này, không biết sao nhà ngươi chịu được. Tôi nói với giáo chủ nhân quả, ta không biết sao nhà ngươi chịu nổi. Ta không biết sao nhà ngươi ác tâm như vậy. Tôi thật sự ghét hắn, tôi nói thẳng vào mặt hắn. Tôi ghét tên đó, thật sự ghét. Vì hắn mà cái gì cũng khổ, khổ nhiều như vậy. Vậy chúng ta phải ráng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt, thiền cho nhiều, quán âm thanh, quán ánh sáng. Đừng có liên hệ gì tới tên ngu si đó, xấu xa, độc ác, tôi ghét hắn. Tạo nhiều cạm bẫy, quý vị biết không? Ma Vương tạo ra nhiều cạm bẫy ở thế gian này rồi người ta xa vào, rồi lầm lỗi, rồi bị phạt vì điều đó. Tự nhiên thành vậy. Khiến cọp ăn chó, rồi sau đó chó thành cọp, ăn lại cọp, rồi con cọp đó lại ăn chó nữa. Quốc gia này giết quốc gia kia hay quốc gia kia giết quốc gia này lại, đời đời kiếp kiếp cứ như vậy. Dù đầu thai vào một quốc gia khác, quý vị vẫn tiếp tục giết nữa. Cùng nhóm đó giết qua, giết lại, giết tới, giết lui.
Thí dụ như Palestine và Do Thái. Không phải lúc nào họ cũng là người Palestine và Do Thái. Họ đã ở chỗ nào khác, không liên hệ gì tới hai giống người này. Họ mới từ nơi khác tới, có lẽ trước kia đã giết nhau, rồi trở lại vào một nhóm khác đối nghịch nhau, cố đòi nợ cũ của nhau. Nhưng tôi không thể bảo họ điều đó. Ngay cả luân hồi, họ cũng không tin, có thể không tin. Có thể một số người tin, nhưng ngay cả tiếp xúc với chúng ta cũng rất khó cho họ. Thành thử, bây giờ mình có truyền hình vô thượng sư, hy vọng là họ nghe. Có thể tới người nào đó có duyên, có lẽ ai đó lắng nghe. Rồi từ đó chúng ta hãy xem sao. Tôi ước rằng mỗi quốc gia đều có truyền hình vô thượng sư với phụ đề tiếng nước họ. Nhưng chúng ta đang làm. Chúng ta có rất nhiều phụ đề, rồi mình có thể điều chỉnh từ máy, chọn phụ đề tiếng bản xứ nào mình muốn. Nhưng muốn vậy, trước hết phải dịch. Phải cần người phiên dịch. Ngôn ngữ nào mà mình muốn cung ứng thì mình phải cung ứng vào cái máy đó trước. Nếu quý vị nào biết phiên dịch sang ngôn ngữ của mình, nếu nghĩ rằng mình làm được, thì quý vị liên lạc với ban làm việc. Không cần cho tôi biết, cứ đến đó làm việc hay liên lạc với họ và phiên dịch. Cố gắng hết sức mình. Có thể mới đầu dịch dở, nhưng còn hơn là không có gì. Rồi về sau nếu tìm được người phiên dịch giỏi hơn thì chúng ta có thể làm vậy. Nếu quý vị muốn, bởi vì đó là cách tốt nhất để quảng bá giáo lý. Dù quý vị có bao nhiêu hàng xóm, thì bao nhiêu hàng xóm mà mình có thể nói chuyện và thuyết phục được họ thuần chay, nhưng trên truyền hình hàng triệu người sẽ xem. Ít nhất cũng hàng trăm ngàn người sẽ xem. Rồi từ đó sẽ tăng thêm nhiều người nữa. Tin tức truyền ra và họ sẽ xem ngày càng đông. Hàng xóm láng giềng sẽ xem. Thành thật mà nói, chúng ta viếng thăm được bao nhiêu hàng xóm và thuyết phục được họ theo lối dinh dưỡng thuần chay chứ. Cho nên nếu quý vị muốn cứu loài vật, phiên dịch cũng là công cụ cứu giúp rồi. Đó cũng là cách quý vị cứu thế giới, khỏi cần ra ngoài nói chuyện gì cả, chỉ ngồi bút là đủ, thấy không? Chúng ta có thể giúp bằng nhiều cách. Quý vị có thể giúp bằng cách đó. Làm được gì thì làm gì mà quý vị cảm thấy dễ chịu. Dĩ nhiên là quý vị không thể ép buộc chính mình, nhưng nếu thật sự muốn làm gì đó thì hãy nghĩ cách nào tốt nhất để có thể giúp thế giới. Đừng có nghĩ cách tốt nhất để thế giới giúp mình. Quý vị biết điều đó rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếng Hoa trước, tiếng Âu Lạc Việt Nam sau cùng. Chỉ có hai người Hoa và người Âu Lạc Việt Nam thôi, đúng không? Rồi, bây giờ quý vị có câu hỏi gì thì có thể hỏi trực tiếp, không cần thông dịch tiếng Hoa nữa. Kính chào sư phụ, con đến từ Pháp. Con có câu hỏi xin hỏi sư phụ. Con trai của con đã thọ tâm ấn, cháu chỉ mới 16 tuổi, cháu còn đang đi học nên ở nhà ít có thời gian để thiền. Liên lạc viên nói là vì cháu không thiền đủ 2 tiếng rưỡi, nên cháu không được phép đến thiền ở trung tâm. Không sao, cháu còn trẻ mà. Nói họ thông cảm một chút nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng quý vị không nên khuyến khích cháu làm biếng, bảo cháu ngồi nhiều nhất nếu có thể. Ngồi càng nhiều càng tốt nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Bảo cháu là sư phụ cho phép đi cộng tu rồi, nhưng phải ráng hết mình nhé. Cháu còn nhỏ mà. Kính chào sư phụ. Cảm ơn sư phụ luôn chăm sóc cho đời sống của con. Con sống rất vui vẻ. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con xin hỏi một câu. Con cảm thấy đầu óc của con còn có rất nhiều thói xấu, nhưng con cảm thấy khắc phục rất khó khăn. Thưa sư phụ, làm sao con bỏ được tất cả những thói xấu hay ngã chấp này? Cứ từ từ ạ. Thiền rồi nó sẽ khá hơn. Sẽ không nhanh vậy đâu. Có vẻ như không bỏ hết được. Con cũng thiền rất nhiều. Nó không nhanh như vậy. Không hoàn toàn. Không ạ. Vậy con phải làm sao? Chịu đựng hay là sao ạ? Cứ mặc kệ nó. Nhưng đôi lúc con tự trách mình. Đôi khi xảy ra chuyện như
Con cao ngạo hoặc có những ý nghĩ ích kỷ. Sau đó con cứ tự trách mình thôi. Dĩ nhiên rồi. Cứ cố gắng hết mình. Sao lại có nhiều ý nghĩ xấu vậy? Tại sao? Có tư tưởng tốt không được sao? Đôi khi con cảm thấy sư phụ chăm sóc cho linh hồn con tốt lắm rồi, nhưng con cảm thấy đầu óc của con theo không kịp với sự tiến bộ của linh hồn. Con cảm thấy như vậy. Ví dụ như tư tưởng xấu gì? Và trong cuộc sống giải quyết mọi việc có vẻ ích kỷ, làm những gì có lợi ích cho mình. Chỉ vậy thôi ạ. Hầu như là dùng đến ngã chấp ạ. Cũng không đến nỗi tệ, chỉ là những khuyết điểm nhỏ vậy thì không sao. Cố gắng hết mình, được không? Cố gắng hết mình, dạ. Thưa sư phụ, con thiền có khắc phục được không ạ? Sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Khi trưởng thành rồi cũng sẽ tốt hơn. Khi trưởng thành, thân thể và tinh thần có thay đổi chút ít. Cứ cách 7 ngày, thân thể và máu đều thay đổi. Cho nên nếu quý vị muốn tốt, phải tự bảo mình rằng ta không muốn người làm như vậy, ta muốn người làm như thế kia. Tự huấn luyện đầu óc mình. Dạ, như vậy con biết rồi. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Cô còn trẻ như vậy, không làm nhiều chuyện xấu được đâu. Đừng tự trách mình quá nhiều vậy, đau khổ như vậy làm gì? Cô ăn thuần chay thiền định, rất hiền lành, trách mình nhiều làm gì? Trong cô cũng xinh xắn, nghĩa là có làm điều tốt. Thỉnh thoảng đầu óc bị tivi ảnh hưởng, bị hàng xóm, bị bạn bè ảnh hưởng, không sao đâu. Mình thu vô, rồi sau đó nó sẽ phát ra. Nhiều lúc không có ai nói gì xấu, nhưng bầu không khí đã đầy những tư tưởng phức tạp, hay là từ trường phức tạp, chạy khắp nơi, chỗ nào cũng có. Cho nên khi quý vị quên niệm năm hồng danh, nó len lỏi vô và ảnh hưởng mình. Do đó đôi khi mình chỉ ngồi đó, bỗng dưng lại nghĩ đến những điều xấu, cũng chẳng biết nó từ đâu ra, cũng không phải vừa mới liên tưởng đến cái gì. Không có, tự nhiên nó đến, thì cứ để tự nhiên nó đi nhé. Người kế tiếp. Chào sư phụ, con từ Đức đến. Con có một câu hỏi. Vấn đề thật sự là trong một tháng nghỉ hè, con chỉ ở cùng với đồng tu. Rất nhiều thói xấu của con biến mất khi chỉ ở cùng với đồng tu vậy thôi. Nhưng khi con vừa trở lại trường học mới sau một tuần thôi, hầu như tất cả các thói xấu trở lại. Con không thích những thói xấu đó. Những thói xấu đó là gì? Nói như vậy tôi không hiểu. Ví dụ như con thích nói chuyện nhiều. Nhiều lúc nói chuyện với các bạn cùng lớp, con không thiền được tốt lắm. Rồi tu hành cũng không được tốt lắm. Hiểu. Cho nên con không được như các đồng tu tinh tấn. Con hy vọng là con có thể tu hành tốt hơn. Thì ráng nói ít lại được không? Dạ. Nếu nhớ thì tự nhắc mình là nói nhiều có ích lợi gì đâu chứ. Tốt hơn là trở lại thiền, vì nói chuyện cũng tiêu hao năng lượng. Khi mình nói chuyện với người khác cũng là một dạng cầu nối để liên kết với người đó. Nói chuyện cũng như là cái cầu để trao đổi nguyên khí vậy. Thành ra người đó có cái gì lát sau nó sẽ truyền sang cho mình. Dạ, có sự trao đổi nên có ảnh hưởng phần nào. Với lại nói chuyện cũng tiêu hao nguyên khí. Nói nhiều mà vô nghĩa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dạ, đa số là nói những chuyện vô nghĩa. Nếu nói chuyện phím thì cũng lãnh nghiệp chướng nữa. Cho nên nếu nói ít lại thì có lẽ tốt hơn. Không thì lãng phí thời giờ mà lại không thiền. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng cô vẫn còn trẻ, vậy là tốt lắm rồi. Vì nhiều đồng tu cỡ tuổi con, sau một thời gian dần dần cũng bỏ tu rồi. Con hy vọng con tu theo sư phụ mãi, do đó con mong tiến bộ. Bởi vì ảnh hưởng bên ngoài quá mạnh, quá nhiều ảnh hưởng xấu. Cảm ơn sư phụ, tội nghiệp. Hy vọng cô không bỏ tu như vậy. Cứ tiếp tục tu hành nhé. Cô đẹp như vậy nên cẩn thận nhé. Trước hết, con vô cùng cảm ơn tình thương sư phụ dành cho con. Con đã trải qua cay đắng ngọt bùi, bi hoang ly hợp ở thế giới này rồi. Sư phụ vẫn thương con rất nhiều. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi. Con có một câu hỏi. Là lần này chúng con qua Tây Ban Nha để thiền, thấy nhiều đồng tu ăn uống ở đây.
đồng tu chúng con ở Đức muốn đóng góp một ít tiền cho các đồng tu Tây Ban Nha. Có được không ạ? Không phải là đóng góp mà là trả tiền ăn thôi. Trả tiền ăn, đúng vậy ạ. Dĩ nhiên là được. Họ ăn thì họ trả tiền. Người nào không có tiền thì không cần trả. Người nào có tiền và muốn trả thì trả. Đâu có gì đâu. Trả chút tiền có gì quan trọng đâu, công bằng cho mọi người. Người nào không có tiền thì xin đừng trả. Có tiền thì trả, tự do tự tại mà. Được chưa? Dạ được. Tốt. Còn một câu nữa, lát nữa tôi cũng trả ít tiền. Người tiếp theo, nếu ở châu Âu mở nhà hàng thuần chay thì vô cùng khó khăn. Con đề nghị là làm những thực phẩm chế biến sẵn rồi bán cho mấy nhà hàng mặn. Ví dụ đơn giản như người Đức thích thịt gà, thịt vịt, chiên. Chúng ta có thể làm gà thuần chay hay vịt thuần chay nếu hai đĩa vịt thuần chay. Có thể cứu mạng một bạn vịt. Nên lần này mình cũng nên quán của mình được thì quý vị có thể làm thực phẩm thuần chay, thực phẩm chế biến sẵn cho nhà hàng mặn, cho miễn phí. Dạ không phải, giống như bán mấy thứ này cho, có rất nhiều, tôi biết, nếu không mình có thể bán cho siêu thị, giao hàng cho siêu thị. Không phải cho miễn phí, mình bán cho họ. Không phải cho không. Bán cho họ, sau đó họ hiểu hiểu. Nếu họ nhận dù một đĩa, vì hai đĩa thì mình cứu được một mạng sống, một sinh mạng được cứu. Cần rất nhiều nhân lực, cũng cần nhiều người nữa. Việc này quý vị có thể tự làm lấy, sao lại phiền tới tôi? Trời ơi, tôi phải làm những việc khác, tôi bận chết đi được, có nghe không? Cho dù để họ làm, tôi cũng vẫn phải lo. Nếu họ có vấn đề gì thì họ hỏi ai? Hỏi cô hả? Đến hỏi cô thì cô nói là tôi về hưu rồi. Hồi trước tôi không thành công, bây giờ tôi không muốn làm nữa. Vậy họ hỏi ai đây? Rồi rốt cuộc họ cũng đến hỏi tôi, quý vị không biết đâu. Mới đầu họ làm nhiều việc, nhưng về sau cái gì cũng bỏ cho tôi, cái gì cũng sư phụ làm hết, tôi bận không dứt ra được, không có thời gian ăn ngủ. Lúc ăn thì cũng phải nhận điện thoại làm việc, coi truyền hình vô thượng sư, xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi trong khi ăn còn dành thời giờ cho chó nữa, nếu không họ tưởng tôi bỏ rơi họ. Trong lúc làm việc, tôi phải để mấy chú chó chạy quanh bên cạnh. Này, không phải cái đó, lại đây. Ồ, đừng sủa, lại đây. Rồi vừa làm việc vừa lo cho họ nữa, giống như lo cho trẻ nhỏ. Bận lắm. Ai cũng muốn tôi làm cái này cái nọ. Quý vị làm là được rồi. Quý vị có nhiều người mà không giúp tôi gì cả, mà lúc nào cũng hỏi một người nhỏ con như tôi hoài. Nhỏ con lại già rồi nữa. Chuyện gì cũng sư phụ ơi làm cái này, sư phụ ơi làm cái kia. Nghe thì hay đó, những kế hoạch rất hay, nhưng khả năng con người có giới hạn, không phải chỉ mình sư phụ thôi. Sau này khi không thành công, quý vị nói con không muốn làm nữa rồi, để đó cho sư phụ lo, tôi phải tự làm bánh mì kẹp. Khách hàng tới thì làm sao? Ai cũng đi hết. Một người thì có người yêu rồi bỏ đi. Một người không hòa thuận với đồng tu khác rồi bỏ đi. Một người khác nói họ có việc khác tốt hơn, cao cả hơn để làm. Tôi đi làm việc cho truyền hình vô thượng sư, tôi không làm ở đây nữa. Tôi nhớ Đài Loan, Formosa, tôi về đây. Tôi không thích chú chó này, tôi về đây. Khách hàng bất lịch sự, tôi về đây. Công việc chán quá, ngày nào cũng làm bánh mì kẹp y như vậy, tôi cũng về luôn. Cô đâu biết bao nhiêu người đã bỏ đi rồi. Dạ, những việc này chúng con cần phải tự làm, đây là ân điển của Thượng Đế. Quý vị tự làm là được rồi. Việc quảng bá thuần chay hay là nhà hàng thuần chay đều phải do chúng con tự làm lấy hết. Nhờ ân điển của sư phụ mà chúng con mới có cơ hội này. Lần này đồng tu chúng con từ Despo có thể đi phát tờ lối sống mới cũng là nhờ ân điển của sư phụ. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Cho dù là gián tiếp, nhưng tôi cũng phải làm việc. Thật ra tôi cũng có một vài kế hoạch. Ví dụ như bảo họ mở nhà hàng thuần chay ở sân bay, vân vân, nhưng không được. Đó là nơi nhiều người đến rồi đi. Người từ các quốc gia khác nhau, mọi người có thể ăn món thuần chay. Nhưng không dễ. Không có chỗ dành cho chúng ta. Quý vị mở ở các thành phố lớn cũng được.
Nhưng nếu mở ở Madrid thì cũng cần mở ở London. Nếu mở ở London thì cũng cần mở, rất nhiều việc làm không hết. Tôi chỉ lo những việc về tâm linh thôi. Còn quý vị lo việc thuần chay. Đúng vậy ạ, lần này chúng con phát được tờ lót sống mới cũng là nhờ ân điển của sư phụ. Nhờ đó gia trì cho chúng sinh ở châu Âu và trên toàn thế giới. Lo không xuể. Rồi, người kế tiếp. Thưa sư phụ, con xin hỏi về giấc mơ. Ví dụ như có gì khác giữa việc thấy ánh sáng hay nghe gì đó trong giấc mơ và việc thấy ánh sáng thiên đàng nội tại trong lúc thiền ạ? Có khi giống nhau, có khi không? Khó biết được ạ. Nhưng nếu thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, có nghĩa là không phải nằm mơ. Cũng giống như thiền thôi, vì con tu hành tệ quá. Con cảm thấy chưa bao giờ thật sự được thấy ánh sáng thiên đàng nội tại hoặc nghe gì đó rõ ràng. Nhưng đôi lúc ngồi thiền, bỗng nhiên con trở lại và tỉnh dậy. Con cảm thấy mặt trời hay ngọn đèn gì đó, phải, vậy đó là giấc mơ hay là... Không, đây là lúc anh đang trong cảnh giới tâm linh. Nhưng đầu óc không biết. Khi trở về, còn gì đó sót lại. Khi con quán âm thanh thiên đàng nội tại cũng vậy. Vì con cảm thấy con đã tu hành 14 năm rồi, không có thấy tiến bộ về âm thanh thiên đàng nội tại. Nhưng có khi bỗng nhiên, nhưng rất hiếm khi bởi vì con thích chơi nhạc cụ. Nên có khi con nghe thấy chính mình thổi sáo hay gì đó. Vậy có tính là thể nghiệm hay chỉ là nằm mơ thôi ạ? Cứ tận hưởng là được rồi. Không cần phải hỏi nhiều làm gì. Nếu nó tốt cho anh là được rồi. Sư phụ, con muốn xác nhận vì con không rõ lắm. Đó cũng là một dạng thể nghiệm. Cũng là thể nghiệm mà. Phải, đó là thể nghiệm. Không phải là khi ngồi thiền thật thẳng lưng thì thể nghiệm mới đến. Không hẳn như vậy, vì con luôn mong đợi khi nào tập trung tốt thì nó tới. Nhiều lúc mình tập trung vào công việc thì nó tới. Đôi khi mình chơi nhạc thì nó cũng tới. Đôi lúc mình chỉ suy nghĩ gì đó thì nó cũng tới. Không nhất thiết là lúc thiền nó mới tới. Mỗi người mỗi khác, và con cũng vậy. Con làm công việc về máy tính. Đôi lúc làm trên máy tính mệt mỏi, bỗng nhiên con thấy ánh mặt trời lóe lên một cái, hiểu. Đây cũng là vì tập trung. Lắm lúc con cũng cảm thấy, vì bản thân con thật ra, con cảm thấy không xứng đáng. Con cảm thấy rất có lỗi với sư phụ, không sao đâu. Con tu hành tệ quá, không sao đâu. Không sao, cứ cố gắng hết mình, không sao. Cảm ơn sư phụ. Dù trong trường hợp nào mình thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, vì đó là ánh sáng thiên đàng nội tại, vậy nhé. Có thể đó là một dạng thiền của anh. Lúc thiền thì không định được, nhưng khi làm việc máy tính thì lại tập trung rất tốt, miễn sao có ánh sáng thiên đàng nội tại là được. Cảm ơn sư phụ. Có âm thanh thiên đàng nội tại, ánh sáng thiên đàng nội tại là được rồi. Cảm ơn sư phụ. Đời sống và tinh thần có tiến bộ là được rồi. Trường hợp của anh cũng giống vậy. Trông vui vẻ ha. Vui là tốt rồi. Con biết nên con không nói nữa ạ. Đừng nói nữa.